Chào các bạn, video tiếp theo của mình. Hôm nay mình lại quay ngắm bé chuột lang Silky mặt đen. Một thời gian không về là bé đã trưởng thành rồi. Bé này mình quay từ lúc nhỏ đến giờ. Lông rất dài, bé này thì có thể búi đầu được này. Có cái dây chun là có thể búi tóc như này. Đấy, tóc này mặt đen không nhìn mắt đâu. Lông nó dài, một bên thì bé bị nhốt chung với một con đực khác nên bị nên tự cắn lông của nhau. Cái này muốn đẹp thì các bạn phải nuôi riêng cơ, từng mỗi con một chuồng cơ. Chạy đi. Mặt đen này, một bên đen một bên vàng, bờm sư tử, lông đuôi hơi xấu đi, vón hết vào rồi. Bên này đen thui. Bé này bé đực. Cái sung, cái đào. Thôi giờ mình ra vườn mình cắt cỏ chuột. Để lá to ở cái ven đường.
mới khỏi Covid. Khu vực chè lá to đây, chè lá to chuột lang ăn cũng được. Trên kia là mình trồng quả voi này. Gạch lắm. Khoai rất nhiều các bạn. Đây là cỏ Gine này. Voi cao hơn đầu người. Cây có voi cao chưa? Cây có voi này cao phải 2 mét. Cây có voi, cây này to như cây mía các bạn này. Thân to chưa?